36. Lời tựa nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của sách Khuyến Thế Bạch Thoại Văn, năm Dân Quốc 19, 1930. Thế đạo nhân tâm ngày nay đã suy hãm đến cùng cực lắm thay. Những người mang tâm lo lắng cho đời, bày đủ mọi cách để duy trì. Nếu không, đạo làm người gần như diệt mất thật đáng sợ thay. Tuy nhiên muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, hãy nên giải quyết từ căn bản, thì dùng sức ít mà được hiệu quả lớn lao. Người có tri kiến chân chánh đích xác ắt dễ ủa nhau, vâng theo như gió lùa cỏ rạp. Thấy thuốc trị bệnh có bệnh đằng gốc, có bệnh đằng ngọn. Xét coi bệnh tình gấp rút hay hòa hoãn để trị liệu, chẳng thể chấp vào một phía để luận định. Nay chứng bệnh nơi thế đạo nhân tâm đã sâu lắm rồi, nếu chỉ dựa vào mặt sự để khuyên dụ, tuy cũng đạt được hiệu quả biến đổi phong tục, nhưng cố nhiên chẳng thể đạt hiệu quả bằng cách dốc sức nơi căn bản được. Nói đến chuyện dốc sức nơi căn bản chính là để xướng giáo dục trong gia đình, để xướng nhân quả báo ứng, sao cho hết thảy mọi người ai nấy biết đạo làm người, ai nấy chọn hết bổn phận của chính mình. Cha tưởng con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Nếu ai nấy đều được như vậy thì cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện. Lại phải biết thường nghiêm giữ những lời về phước thiện họa dâm, thiện ác tai ương may mắn để tự tu, lại còn dùng những điều ấy dạy người trong nhà, thì người nhà sẽ dựa vào địa vị thánh hiền tốt đẹp mà chẳng tự biết. Vì thế Khổng Tử nói: thiên hạ trị bổn tại quốc, quốc trị bổn tại gia, gia trị bổn tại thân. Gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước là nhà, gốc của nhà là thân. Lời này đâu phải nói riêng với người mang tước vị, mà thất phu thất phụ đều cùng mang trách nhiệm này. Cổ nhân đã nói: thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách; thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ nhân tài trong thiên hạ đều từ gia đình mà ra, gia đình khéo dạy, con cái tự nhiên đều hiền thiện. Gia đình không khéo dạy, đứa con nào có thiên tư sẽ quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư sẽ quen nết bướng bỉnh hung ác. Hai loại ấy đều là sâu mọt cho quốc gia xã hội. Do vậy biết giáo dục gia đình chính là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, còn nhân quả báo ứng là đạo trọng yếu để phụ trợ cho giáo dục gia đình. Từ đứa bé con cho đến kẻ bạc đầu, từ chính bản thân cho đến xã hội, từ làm người cho đến thành thánh hiền, từ tu thân cho đến bình thiên hạ, đều phải nương theo những điều ấy để được thành tựu. Thật đúng là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian dẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, thành thủy thành chung vậy, là đại pháp về cùng trị cả gốc lẫn ngọn, phàm lẫn thánh đều phải tuân theo. Những nhà nho đời sau chẳng biết đến ý nghĩa này, giảng bậy bài bác đến nỗi thành ra thái độ xấu xa không kiêng dè ngày nay. Nguyện những ai có trí giác thế, yên dân vãn hồi kiếp vận hãy dũng sức nơi đây, thì chẳng mấy chốc sẽ được thỏa nguyện vậy. Cư sĩ Hoàng Hàm Chi lòng tha thiết vì người khác, dùng thẻ phản bạch thoại viết ra hơn 20 loại, không loại nào chẳng phanh gan phơi mật, đi vào từng chi tiết sát sao. Người có thiền lương xem đến ắt sẽ rửa lòng bổn ý, rửa lỗi hướng lành, hòng khôi phục chân tâm vốn có, thì thật là hạnh phúc lớn lao không chi hơn được nữa. 37. Lời tựa tái bản hai thiên sách Đạt Sanh và Phước Ấu, năm Dân Quốc 18, 1929. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói: trí trị vô vị loạn, bảo bang vô vị nguy, đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên người làm được như vậy có mấy ai, còn người sống trong thế gian chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy thì khi sanh nở rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết chắc cũng oan uổng chịu đủ mọi thống khổ, trong khi chết chắc vạn phần may lại được sống, thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cước Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ giả nạn trong thế gian, phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh, đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngửa, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiền sách ấy ghi hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất như bẩn lắng đọng
Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất nhờ màu trắng đậu mùa vẻ chốc có chữa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở, thì hễ sanh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh, mà con cái sanh ra đều có thể chất mũm mĩm, tánh tình dịu dàng hiền lành, đã ít bị lên sỏi, lên đậu, vân vân, lại sống lâu mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui, con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tăm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh, phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thủ thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trừng ở Duy Dương do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời, lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng ngọt bùi trong chùa Xanh Tiền. Muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui, trường thọ, bèn phát tâm ấn hành 4 vạn cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh. Từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm, nhưng y theo thiền sách Phước Ấu do tiên sinh Trang Nhất Quỷ biên soạn để trị thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhân đấy bèn cho đánh máy thành 4 bản để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn mát thuận tiện. Hơn nữa, cái nhân gần của tai biến khi sảnh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cá nhân xa, vì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chướng ngại chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trị sẵn trước khi chữa bệnh. Hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sản phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh để dùng tâm trí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chướng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám quấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lã lổ bất tịnh, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khi nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để lầm lạc suy lường tâm hạnh của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường chọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào lửa nước gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, chọn chẳng vì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói hãy gấp bảo sản phụ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỷ niệm đảm bảo sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm, chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ vẫn chưa hay, đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể khi trước lúc sắp sanh thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên sanh không được, đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thấy vải bị tuột ra nên sanh rồi mà vẫn không biết, nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ nhân nói tử sanh diệt đại hỷ, khả bất bi tai, chết sống cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết và sau khi chết đi thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân tử quân tử lần lượt lưu truyền, ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức vun bồi đức tiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân Lưu Thông và ông Thiện Trương in tặng cũng như ý Bất Huệ trình bày 2 mối quan hệ mới hy chọn chẳng còn tiếc nuối nữa. 38. Lời tựa cho sách tường trình hoạt động cứu trợ lũ lụt của Hội Cứu Trợ Từ Thiện tỉnh Giang Tô năm Dân Quốc 20-1931. Càn là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là ruột thịt của ta, loài vật giống hệt như ta. Vì thế ông Vũ ông Tắc thấy thiên hạ đói kém như chính mình bị đói kém, y doãn thấy một người chẳng được hưởng ân trạch khác nào chính mình xô đẩy người ấy xuống ngòi rãnh vậy. Phật xem hết thảy chúng sanh dường như con một,
nói đủ mọi pháp để độ thoát. Người đời sau tuy chẳng có quyền như ông Vũ, ông Tắc, y Doãn chẳng có đạo như Đức Phật, vẫn chẳng ngại gì tùy sức mình thực hiện, hầu trọn hết tấm lòng vậy. Vì thế ông Tào Trung Kiều nhiều năm chuyên đảm nhiệm nghĩa cử cứu giúp, trợ cấp dân nghèo tại địa phương, lại còn chủ tính cứu trợ cho Thiểm Tây hơn 10 vạn đồng. Trước kia, cha ông ta từng làm phiên đài tại đất Dự, tỉnh Hà Nam, nặng lòng yêu dân. Nay ông Tào lại mở rộng lòng thương dân ấy sang đất Thiểm, càng chẳng nài nhọc nhằn vì trăm vạn sinh linh vùng Giang Bắc, chủ tính kế sách an ổn, có thể nói là người có đức trong cõi đời không ai hơn được. Ông Viên Hiếu Cốc, người huyện Đan Đồ, ông nội cũng từng làm thái sử, vốn làm quan ở đất Tô nhiều năm, giữ lẽ công chánh, tuân thủ pháp tắc, có cảm tình sâu đậm với người địa phương, bèn đến Kiều Ngụ, nơi thành Tô Châu, thong dong tu tịnh nghiệp. Giữa thu, vùng Giang Bắc bị thủy tai, thật là từ trước đến nay chưa hề có. Vào ngày 28 tháng 8, Hội Từ Thiện Cứu Trợ Lũ Lụt tỉnh Giang Tô cấp tốc gọi điện cho hai ông Tào và Viên, hãy đi cứu trợ trước, đừng chần chừ. Họ liền khởi hành đến đất Dương, trước hết hội họp quan viên thân sĩ, rồi lập cơ sở cứu trợ. Tiếp đó mới chia nhau điều tra tình hình lũ lụt các nơi, rồi gửi thư hay gọi điện thoại cho những nhà từ thiện ở Tô Châu và các nơi kêu gọi đóng góp. Vì những người dân bị nạn mà van xin lần lượt được số tiền khoảng 15 vạn, áo đơn, áo kép, áo bông, giày, vớ, vân vân, mới hay cũ tổng cộng hơn 10 vạn bộ, mền bông hơn 1.000 cái, nồi niêu thuốc men số lượng thật nhiều. Khoản đóng góp của những nơi khác được 4 phần 10. Khoản tiền và quần áo đồ đạc đóng góp lớn nhất đều do Tô Châu quyền tặng. Một là vì hai ông Tào và Viên được người địa phương kính tin, hai là vì Tô Châu là chỗ hai Đức Phật Duy Vệ và Ca Diếp từng ở. Cũng như do phong cách sự cai trị tốt lành của Lục Nguyên Phương đời Đường, Phạm Văn Chánh đời Tống vẫn còn giữ lại. Vì thế nhân dân phần nhiều đều từ thiện nhân ái, coi người khác như chính mình nên mới đóng góp một khoản lớn lao như thế. Đối với mỗi biện pháp tiến hành đều thuật rõ tình hình, tổng cộng 17 điều đọc đến điểm biết rõ. Những khoản chi tiêu được nêu trong điều thứ tư chủ yếu là cứu trợ dân chúng bị thiên tai tại các địa phương. Điều thứ bảy là những chuyện phải gấp rút tiến hành. Điều thứ 8 là bảo vệ trâu cày. Điều thứ 9 là những việc phải sử dụng nhiều nhân công như tu bổ bổ, đê điều, cầu cống. Điều thứ 10 là cho vay hay cấp thóc giống. Điều thứ 11 là nuôi nấng trẻ bị thiên tai. Điều thứ 12 là chủ tính đập ra những địa điểm phát cháo. Điều thứ 13 là phân phát quà cứu trợ giúp dân nghèo ổn định cuộc sống. Điều thứ 14 là duy trì cơ sở phước lợi. Điều thứ 15 là duy trì những văn phòng giúp đỡ tiền bạc củi gạo v.v. Những duyên dò biện pháp đều được chép tường tận trong cuốn sách này. Nhưng điều thứ 17 là phát trần vào mùa đông, do ngày dài quá sẽ cần đến một khoản tiền rất lớn, vẫn mong những nhà đại từ thiện mọi giới nghĩ thương nỗi khổ của người dân bị thiên tai, lại quyên tặng những khoản tiền lớn để cứu dân mắc phải thiên tai, làm nhẹ phận nước để cầu quyến thuộc cõi trời đến giúp tránh khỏi sát kiếp, sẽ thấy Phật trời che chở như mây nhóm, tốt lành may mắn của nhau kéo đến, giàu thọ yên ổn, hiện đời được hưởng ngũ phước như cơ tử đã luận, hiển lương tước lộc hậu duệ nhận lãnh trăm điều tốt lành như Y Doãn đã dạy. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân sẽ chẳng gây nhân ác, nào có quả ác, sợ quả thì nhân ác đã chín, khó tránh quả ác. Dẫu sanh lòng sợ hãi, trọn chẳng ích gì, sao bằng sửa lỗi hướng thiện để tiêu nghiệp cũ, gieo phước cho tương lai để làm biện pháp căn bản rốt ráo, hỏng tránh khỏi ác quả ư. Hơn nữa bố thí có ba loại: một là tài thí, tức là dùng tiền tài và quần áo thức ăn chỗ ở để trâu cấp hay giúp đỡ người bần cùng khốn khổ; hai là pháp thí, đối với người chẳng biết thiện ác tà chánh và nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo và pháp môn thiết yếu để liễu sanh thoát tử, bèn dùng phương tiện khéo léo tuyên nói hoặc ấn tống lưu thông những sách ghi chép những câu nói khế lý khế cơ của chư Phật Bồ Tát tổ sư thiện tri thức, ngõ hầu người thấy nghe sanh lòng chánh tín, dần dần thâm nhập cho đến khi liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đó đều gọi là pháp thí. Đà là vô ý thí, hết thảy chúng sanh ham sống sợ chết, khuyên khắp những người cùng hàng kiêng giết bảo vệ sanh mạng, và hễ ai có điều sợ hãi thì hoặc là dứt tai họa ấy hoặc bày tỏ lòng quan tâm, đấy chính là vô ý thí nhỏ nhoi. Hết thảy chúng sanh rốt cuộc khó tránh khỏi cái chết, chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, bao kiếp vĩnh viễn ôm nỗi lo sợ ấy, dạy cho họ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dần dần tấn tu cho đến khi thành Phật đạo, đấy gọi là đại vô ý thí. Trong ba thứ bố thí này, tài thí chỉ thuộc đời này,
hai thứ sau tồn tại mãi đến đời vị lai. Phàm những ai muốn lợi mình để lợi người, để chọn thành phước huệ của chính mình, hãy nên tùy theo sức mình để thực hành thì nhân dân may mắn, nước nhà may mắn lắm thay. 39 lời tựa cho sách Con đường đạt đến quang minh, năm Dân Quốc 17, 1928. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian đã xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hiện nay thế đạo loạn lạc quả thật là từ ngàn xưa chưa hề nghe thấy. Xét đến nguồn gốc, đều do cái tâm tự tư tự lợi ương thành. Vì hễ ôm lòng tự tư tự lợi, sẽ mặc tình giành nhau làm chuyện tổn người lợi mình, thương thiên hại lý, coi rẻ đạo hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, chẳng đoái hoài. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng thêm tăm tối, không cách nào đạt đến chỗ chánh đại quang minh. Nếu như biết họa phước không cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện báo ác báo như bóng theo hình, lợi người chính là lợi mình, hại người còn quá hại mình, giết cha người ta thì người ta cũng giết cha mình, giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Khéo thở cha mẹ, ắt con ta có hiếu, khéo thở anh, ắt con ta hòa thuận, như giọt nước giọt nơi mái hiên, giọt sau tiếp nối giọt trước. Xem đó hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, yêu người lợi vật đều là nền phước về sau cho chính mình. Tổn người lợi mình, thương thiên hại lý đều là gốc họa về sau cho chính mình. Người dẫu trí ngu chắc chắn chẳng sung sướng vì mắc tay gặp họa theo giữ chánh lành. Nhưng xét đến hành vi thì lại hoàn toàn trái nghịch. Vì sao thế? Do chưa gặp được người hiểu rõ lý giảng giải tường tận xử lý nhân quả báo ứng cho kẻ đó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu sao có thể làm cho thiên hạ yên ổn được? Nếu người trong thiên hạ đều cùng biết nhân hiệu quả, thì cái tâm tham sân si chẳng đến nỗi lẫy lừng, nghiệp giết trộm dâm chẳng dám làm cản. Yêu người lợi vật, biết vui theo mạng trời, tâm địa đã tránh đại quang minh thì tương lai đi đến đâu, không chỗ nào chẳng phải là chỗ quang minh. Cư sĩ Lý Viên Tịnh thương cõi đời suy hãm, đặc biệt viết sách Con đường đạt đến quang minh. Điểm quan trọng là đề xướng nhân quả báo ứng. Ông Châu An Sĩ nói, nhân nhân trì nhân quả, đại trị trì đạo giã. Nhân nhân bất trì nhân quả, đại loạn trì đạo giã. Ai nấy đều biết nhân quả thì là đạo để bình trị lớn lao vậy. Ai cũng chẳng biết nhân quả, đấy là đường lối dẫn đến đại loạn vậy. Do vậy biết nhân quả báo ứng quả thật là đạo trọng yếu từ đầu đến cuối để giữ thân tiếp Phật, yên đời hiển dân, mong thành thánh thành hiền, làm Phật làm tổ vậy. Mong sao những người đọc đều triệt để gột sạch cái tâm tự tư tự lợi, để tự sáng tỏ minh đức thì thiên hạ may mắn lắm thay. 40. Lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn tiên sinh Ngôn Hạnh Lục, năm Dân Quốc 20, 1931. Con người bẩm thụ chánh khí của thiên địa mà sanh ra, thường phỏng theo đức cao dày che chở của trời đất, để giúp cho sự sanh thành trưởng dưỡng kế tục đời trước, mở mang đời sau. Ngõ hầu, chẳng thẹn đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng tên là Tam Tài, trung hiếu, tiết nghĩa, chính là diểm mối, chánh yếu của đạo làm người. Nếu không có những điều ấy, con người khác gì cầm thú, dẫu vào giờ thời dân chủ, cũng chẳng thể nào không dạy trung nghĩa. Bởi trung chẳng phải chỉ có nghĩa là trung với vua, vì thế tăng tử dùng trung thứ, trung thành, rộng lượng để tỏ rõ đạo của phu tử. Thường phản tỉnh hàng ngày vì người khác mưu toan công việc, bản thân có hết lòng trung hay không. Vì thế biết một chữ trung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hạnh. Thờ vua chỉ là một khía cạnh mà thôi, trộm nghĩ. Trung có nghĩa là tận hết tấm lòng của chính mình, chân thành, không dối trá. Nếu con người giữ tấm lòng trung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ côi cút, giúp đỡ người quá buộc, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do trung nên trọng dối, do trọng dối nên chọn hết bổn phận, do chọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi đối phó vở vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng hết sức mình. Trong đời gần đây tuy đã lật đổ đế chế nhưng mọi sự đều phải nói đến chung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, ngươi mắc lừa, luông tuồng không chuẩn mực vậy. Đặc thế bèn hùa nhau phò tá, xa cờ kéo nhau bỏ đi, hoặc còn đâm ra công kích trà đạp lẫn nhau, chọn chẳng ngưng dứt. Đấy đều là vì chẳng màng đến trung nghĩa mà ra. Trung nghĩa chẳng màng tới thì quan hệ cha con vợ chồng đều coi như mảy lông. Coi nhẹ lâu ngày, những quan hệ ấy sẽ trở thành gông cùm. Mà những gông cùm ấy chẳng được tự do, chẳng thể nào không diễn ra những vở tuồng tồi tệ, giết cha giết mẹ, nghịch trời tráng lý, hỏng mặc tình tùy ý, chẳng bị câu thúc gì. Than ôi, chẳng nói đến trung nghĩa, họa hại tới mức cùng cực như thế đó, há chẳng đau đớn tuôn lệ, thở dài sườn sượt ư.
Cư sĩ Trầm Di Sanh muốn đẩy lùi ngọn sóng cuồng, tính ấn hành những chuyện tận trung báo quốc, tận tụy hành hiếu đễ, di huấn để lại cho con cháu của tiên sinh Dương Tiêu Sơn, hỏng lưu truyền rộng rãi để mong sao ai nấy có hiếu với cha mẹ, kính trọng anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, thương kẻ côi cút, giúp người quá bụa, nhân từ với người khác, yêu thương loài vật, lòng thành sắt son vì nước, nhiệt tâm cứu đời, mỗi mỗi để phòng theo tiên sinh Tiêu Sơn để thực hiện, cô sao chọn hết chức phận của chính mình, chẳng ôm lòng chần chừ lời nhắc hư giả chút nào. Như vậy thì lòng người đã chuyển, nhân họa tự mất, một khi nhân họa đã mất, lòng trời tự thuận, đương nhiên sẽ mưa nắng đúng thời, vật mạnh dân khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đọc hai tờ sớ xin dẹp chợ bán ngựa, giết tặc thần, có thể nói là tiên sinh chỉ biết vì nước trào mạng đến thân. Đang trong lúc tặc thần chuyên quyền, bậc tránh nhân quân tử hễ hơi kỉnh trống để mắc họa ngay, tiên sinh vẫn dám dâng sớ xin bãi chức xin giết, nếu không phải là hạo khí ngập trời đất, lòng tinh trung là nhật nguyệt há được như thế ư? Tuy vì thế mà mất mạng, nhưng người trong ngàn năm sau phải đều kính ngưỡng. So ra những kẻ địa vị chót vót một thời, nhưng chẳng tạo lập công nghiệp gì làm sao bằng được. Huống chi lúc sắp bị hành hình, tiên sinh soạn ra niên phổ và những bài văn khuyên vợ gian con, đúng là tâm như gương sáng chiếu rọi tỉ mỉ. Nếu chẳng phải là người hàm dưỡng thuần túy các chuyện sống chết ra ngoài, thì làm sao được như vậy? Nay để thuận tiện cho những người bình thường nên xếp bài gian dạy con lên đầu, kế đến là lời khuyên vợ, tiếp đó là niên phổ, rồi đến hai bài sớ, tiếp đó là tiểu truyện của tiên sinh, sao cho vừa mở sách ra liền được lợi ích thật sự, chẳng đến nỗi do văn chương dài dòng, chẳng liên quan thiết thực đến phận mình bèn ngán đọc. Lòng chung của Tiêu Sơn chẳng phải chỉ là thờ vua, đọc kỹ lưỡng niên phổ của ông thì thờ cha mẹ, kính anh đãi người tiếp vật, không một chuyện nào chẳng bắt nguồn từ lòng chung. Phải biết tám sự hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, tám pháp cách và trí chi, thành ý chánh tâm, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, đều phải lấy chung làm giường mối. Do chung nên tận tâm thực hiện sao cho trọn vẹn hết khả năng mới thôi. Do vậy nên nói, đạo chung xuyên suốt muôn hạnh, lòng chung tăng thêm sự thành tựu cho muôn sự. Bất luận chuyện mình hay chuyện người, không có lòng chung, quyết có thể thành tựu lớn lao được. Giờ này những vị lập đại công tạo đại nghiệp, cùng lý tận tánh, mong thành thánh thành hiền, ai không lấy lòng chung làm gốc? Nếu chẳng dốc sức nơi lòng chung, sẽ ngả theo biếng nhác trần trừ, vì chính mình còn chưa thể được, huống là vì xã hội nước nhà ư? Người thời nay chẳng những không mang đến thực hiện lòng chung, mà ngay cả hiếu và tiết nghĩa cũng chẳng chú ý. Tôi thường muốn khuyên chỉ nhưng chẳng cách nào phát khởi được. Khéo sao cư sĩ Bành Mạnh Am đưa chuyện người con gái có hiếu ở Hồ Nam cho đọc. Cô con gái có hiếu ấy chỉ biết có mẹ, người con gái tiết hạnh chỉ biết đến nghĩa, sự sống chết của chính mình chẳng thèm mảng đến nữa. Tuy đã thể hiện gương táng thân vì mẹ, vì nghĩa, nhưng chẳng thể dùng gương ấy để dân dạy người tầm thường được. Tuy vậy lòng thành tận hiếu tận nghĩa, ngay đến cả thiên địa quỷ thần cũng bị cảm động. Huống chi những người sẵn cùng một cái tâm ấy ư, những kẻ chẳng nghĩ đến ân dưỡng dục, tùy ý tự do luyến ái, thấy nghe những chuyện này há chẳng thẹn muốn chết, do đó bèn đau đớn sửa đổi lỗi trước, dốc lòng tu đức sau ư. Điều này liên quan đến thế đạo nhân tâm cũng lớn lắm. Hơn nữa Tiết Tháo như Tần Chiêu, ngay trong khi ấy mà giữ được lòng chẳng loạn, lại càng sâu sắc gấp trăm lần. Do giữ cho một lúc chẳng loạn thì dễ, nhưng nhiều ngày chẳng loạn thì khó lắm. Huống chi ông Đặng Ích đã nói, nếu chẳng thể kiềm chế được thì cô gái ấy sẽ thuộc về anh, đó ư. Thêm nữa, thiếu niên nam nữ trong mấy chục hôm, ngày cùng ăn đêm cùng ngủ mà có thể chọn chẳng có chuyện nam nữ tình dục, chẳng xáo trộn thiên lý, chẳng phải là kẻ chọn chẳng có nhân dục mà làm được ư. Tôi đem chuyện này ghi thêm vào An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Hai cuốn sách ấy đã in hơn 20 vạn cuốn, này lại ghi kèm câu chuyện trên đây vào cuốn sách này hợp thành chuyện trung hiếu tiết nghĩa để làm nhát kim đâm xuống đỉnh đầu những gã phế trưởng luân lý. Ngõ hầu căn bệnh đã lậm vào tạng phủ được mau lành, khôi phục chuyện giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Gia huấn của Lục Phóng ông chú trọng người kiệm ước, trung hậu, khoan dung, phần dạy về tang chế quả thật là món thuốc mầu nhiệm để trị chứng bạc bẽo của thế tục, nên cũng in kèm vào sau sách để cùng được phổ biến lưu truyền. Át những vị nhân từ đầy đủ tránh tri tránh kiến, quan tâm đến thế đạo lòng người sẽ đề xướng lớn lao, khiến cho mọi người trở về với sự thuần chân chất phác, hồi phục lại cõi đời hưng thịnh, bình trị tột bậc. 41. Lấy tựa tái bản bộ Hoàn Cầu Danh Nhân Đức Dục Bảo Giám, năm Dân Quốc 18, 1929.
Thiên hạ không hai đạo, thánh phàm chẳng hai tâm. Khắp xưa này trong nước ngoài nước không đâu chẳng dùng hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa liêm sỉ và xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để làm căn bản, lập thân hành đạo và trị quốc an dân. Ấy là vì những sự lý này đều là những điều mối thường hằng vốn sẵn có trong tâm tánh của chúng ta, bất luận trí ngu hiển tệ đều sẵn đủ, nhưng có những hành động cử chỉ phù hợp hay tránh nghịch với những điều ấy sai khác là vì dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ điều ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, hay vì mê tâm chạy theo vật, phóng túng tình ý mà ra. Vì thế kinh thư có lời giáo huấn: duy thánh võng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Do thánh mất niệm nên thành cuồng, do cuồng khắc chế được ý niệm nên thành thánh. Phật dạy đạo mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Do vậy biết thánh hay cuồng, chúng sanh hay Phật chỉ trong khoảng một niệm mê hay ngộ. Do thoạt đầu lập tâm sai khác đôi chút, rốt cuộc đến nỗi cách biệt một trời một vực, con người há chẳng nên tự gắng sức để mong thành thánh thành hiển ư? Trong nghề hay khéo trong thế gian, mỗi nghề đều có quy củ chuẩn mực, căn cứ theo quy cách do cổ nhân đã thành lập để tập luyện. Đấy, khi đã nhuẩn nhuyễn tột bậc rồi thì không chuyện gì chẳng tùy lòng nghĩ đến ta liền hoàn thành. Mong thành thánh thành hiền cũng giống như vậy đó. Nêu lên đại cương thì chỉ có ba điều: làm sáng tỏ minh đức, làm cho dân mỗi ngày một tiến bộ, an trụ nơi trí thiện mà thôi. Nhưng muốn làm sáng tỏ minh đức thì trước hết phải thực hiện bằng trừ khử vật dục phiền não, thúc đẩy lương tri vốn sẵn có nghĩa là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Mãi cho đến khi trừ khử thấu hiểu đến tột cùng rồi thì nhân dục đã hết sạch, thiên lý sẽ tự lưu hành. Đại cường làm sáng tỏ minh đức đã đạt được rồi thì những chuyện khác hễ làm bèn được, không chuyện gì chẳng thuận theo lòng nghĩ tay liền thực hành, liền thực hiện thành tựu. Nhưng cần phải biết nhiều về ngôn hạnh của người xưa để phụ trợ cho việc duy trì trưởng dưỡng sự suy xét phản tỉnh. Cư sĩ Dương Trường Phủ ở Vô Tích tập hợp những loại hay hạnh đẹp của các bậc danh nhân xưa nay trong nước, ngoài nước, soạn thành 8 quyển. Đầu tiên là luân lý, rồi đến những sự tu tỉnh, lòng từ thiện của quan viên thần sĩ, thường nhân khuê các và những loại hay ý đẹp nên vâng giữ trong nhà, trong gia đình, xã hội, quốc gia của Trung Hoa và Tây Phương. Khi ấy sách được in hơn 1 vạn cuốn gửi đi khắp các huyện trong toàn quốc, lợi ích quả thật chẳng nông cạn vậy. Từ đấy một nhà đại từ thiện ở Thượng Hải là cư sĩ Vương Nhất Đình cho rằng sách này khá hợp thời cơ, tính in mấy ngàn cuốn để đề xướng, ngõ hầu ai có tâm cứu vãn thế đạo nhân tâm sau này sẽ tiếp tục ấn hành, sao cho sách được lưu truyền khắp hoàn cầu, hỏng ai nấy biết rõ xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi sẽ mệt mài hành những mối luân thường hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa liêm sỉ. Như vậy thì nhà nhà hành hiếu đễ, người người giữ vẹn lễ nghĩa nhân nhượng, dẫu ở trong nhà tối vẫn như đối trước Phật trời, hỏng lương tri chẳng bị vật dục che lấp, rốt cuộc minh đức được sáng ngời, lẽ đầu thiên hạ chẳng thái bình, nhân dân chẳng yên vui ư? Do vậy tôi bèn viết đại lược để phô rõ ý nghĩa ẩn kín này. Sau đấy lại do có được những lời hay đẹp về mặt nước dục của các doanh nhân hoàn cầu, bèn cho in chung vào sách này, để hết thảy những ai cuốn tự lại lại người đều có căn cứ. Do vậy bèn ghi kèm vào đây thêm mấy câu nữa. 42. Lời tựa cho sách Phật học cứu kiếp biên, năm Dân Quốc 21-1932. Đại loạn đến cùng cực, con người hết sức mong mỏi bình trị. Đạo để bình trị vốn thật gần thật dễ, nhưng những kẻ thông minh trong thế gian thường muốn đập dị để mong lấn áp cổ nhân. Vì thế họ coi thường những điều gần gũi dễ dàng, chẳng thèm sử dụng, cứ muốn coi trọng những điều xa xôi khó khăn để tỏ rõ bản lãnh của chính mình, rốt cuộc chỉ thành rối ren, đạt hiệu quả trái ngược, nước loạn dân khốn khổ hết thuốc chữa, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Chẳng biết thánh nhân vốn từ thiên lý luân thường để lập pháp, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn bổn phận, tôn trọng luân thường, tận tụy hành hiếu đễ, nên mới nói nghiêu thuấn chi đạo, hiếu đễ nhi dĩ hĩ. Đạo của kiêu thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, trị thiên hạ khả vận chi trường thượng. Dùng lòng phụng dưỡng tôn kính người già cả của ta để phụng dưỡng tôn kính người già cả của kẻ khác, đem lòng thương yêu con thơ của ta để thương yêu con thơ của người khác, thì giữ cho cõi đời bình trị sẽ là chuyện nắm chắc trong tay. Nếu ai nấy đều giữ được tấm lòng trung hậu khoan thứ, cùng thấu hiểu sâu xa mọi người là ruột thịt của ta, muôn vật cũng giống như ta, thì lễ nghĩa nhân nhượng sẽ thịnh hành, thắng hung tàn, bỏ giết chóc, phong tục thuần thiện, thiên hạ thái bình.
Thánh nhân lại lo con người không nghĩ chín chắn tới nơi tới chốn, bèn dùng sự lý nhân quả báo ứng để răn dạy. Vì thế kinh thừa chép: huệ địch cát, tủng nghịch hung, duy ảnh hưởng. Thuận theo đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu xa. Giống như bóng theo hình, đi tiếng vọng theo âm thanh vậy. Lại chép: tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương. Làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành trăm tai ương giáng xuống. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: tích thiện chi ra tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư ương. Nhà tích chứa điều thiện sự vui có thừa, nhà làm điều chẳng lành tai ương có thừa. Cơ Tử chuẩn thuật Hồng Phạm, Quý Thiên Sách mới nói: hưởng dụng ngũ phước, oai dụng lục cực, thuận theo sẽ được năm điều phước, trái nghịch sẽ bị sáu nỗi cực nhọc. Những nhỏ nho về sau chẳng biết nhân quả ba đời, góp hết ngũ phước lục cực về sự cai trị của nhà vua. Chẳng những vu báng sự cai trị của vua là bạo ngược, mà còn vu báng cả từ ngữ phước cực nữa. Vì thế có thể nào giải thích không khập khiễng cho được. Này lại dùng lẽ nhân quả rõ ràng để nói: thì ái nhân giả, nhân hằng ái chi, kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Yêu người, người mãi thương yêu, kính người, người sẽ luôn thường kính ta. Nói ra lời trái tai thì sẽ nghe lời trái tai, cho vay sự trái nghịch thì cũng sẽ nhận lại sự trái nghịch. Giết cha người khác, người ta cũng sẽ giết cha ta. Giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Phạm những gì đã làm cho người khác thì không chuyện gì bản thân ta sẽ gặp phải lại chẳng giống như vậy. Còn đối với nhân quả tự tu thì nói: thánh do mất niệm thành cuồng, cuồng do khắc chế được ý niệm để thành thánh. Thánh hay cuồng chỉ do mất niệm hay khắc chế được ý niệm mà thôi. Như câu nói: cầu trí ư nhân hỷ, vô ác dã. Đăng trí ư nhân tác kiến tiền triết, ư cảnh tưởng. Thận độc chi ư không ảnh, bất trí ư nhân tác nhân dục nhật tứ. Hiền lý nhật mẫn, tiện giữ cẩm thú cơ hỷ hỷ. Nếu dốc trí vào lòng nhân thì không ác. Dốc trí nơi nhân sẽ thấy bậc tiên triết trong canh, nơi tưởng. Cẩn thận dè dạt như sợ cả bóng áo của chính mình, sẽ biết được tội lỗi của chính mình. Nếu lòng chẳng hướng về điều nhân thì lòng ham muốn ngày một phóng túng, thiên lý ngày một mất đi, có khác gì cầm thú trong mấy. Mạnh Tử nói: tây tử mông bất khiết, tác nhân dài yểm tị nhi quá chi. Tây thì bồi đổ dơ thì mọi người đều bịt mũi của trách. Tây tử tức nàng tây thi cực đẹp, nhưng bồi phần khắc mặt thì mọi người đều sợ hôi thối, chẳng những không chịu nhìn mà còn bịt mũi che trách. Tùy hữu ác nhân, ác ở đây là xấu xa, ác nhân là người diệu mạo xấu xí. Trai giới mộc dục, tác khả dĩ sự thượng đế. Tùy người xấu xí nhưng trai giới tắm gội sẽ có thể thỏa thượng đế. Đấy đều là sự lý nhân quả báo ứng vậy. Thánh nhân dạy người trước hết nói thẳng vào những cách thức nên làm, rồi lại dạy những lẽ lợi hại được mất do tuân thủ hay chống trái những phương cách ấy. Hai điều này tiến hành song song thì sẽ chẳng thể nào lệch lạc hay phế bỏ được. Thánh nhân muốn cho con người ai nấy đều tu đức, đều chọn hết phận mình. Chỉ sợ có kẻ coi thường nên dùng sự lý nhân quả báo ứng để đôn đốc, sao cho họ nghiêm túc tuân thủ, chẳng trái nghịch vậy. Nhưng nhân quả được thánh nhân nói đến chỉ là nói về bản thân và con cháu mà thôi, do chẳng nói đến chuyện trước khi sanh ra và sau khi đã mất, nên đối với chuyện quá khứ vị lai của người ấy, dù nhân hay quả, đều chẳng nhắc tới. Cơ Tử nói đến ý nghĩa ngũ phước lục cực, chính là chỉ rõ cá nhân quá khứ tạo thành cái quả trong hiện đời. Vì thế biết rằng, do kẻ tầm thường chẳng dễ gì hiểu được, nên thánh nhân chẳng nói chứ không phải là chẳng biết có nhân quả ba đời. Từ khi Phật giáo chuyển sang phương Đông, nêu rạng rỡ lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, thì và sự nhân quả ba đời lục đạo luân hồi, nhân dân được hưởng ngầm lợi ích chẳng thể kể xiết. Thử nêu ra một hai điều ác sẽ biết rõ. Vào đầu đời Châu, ân trạch của văn vương thấm đến cả xương khô, nhưng chưa đầy 300-400 năm, tục lệ giết người tuẫn táng đã phổ biến cả thiên hạ. Thiên tử chư hầu đại phu kẻ sĩ đều tỉ sức giết người để tuẫn táng. Những kẻ có thế lực mạnh mẽ đều cho rằng càng giết nhiều càng sang. Mộc Công là vua hiền của nước Tần còn giết 177 người. Ba vị họ Tử Sa đều là hiền thần của nước Tần, vẫn chẳng thể vì nước vì dân mà được miễn khỏi cái chết. Trong các nước còn có mấy trăm mấy ngàn người bị tuẫn táng theo. Từ khi Phật giáo xiển minh sự lý nhân quả ba đời thì tục lệ này mới vĩnh viễn chấm dứt. Nếu không cũng hiếm người được hưởng hết tuổi thọ rồi mới chết. Lợi ích ấy nếu chẳng suy nghĩ sâu xa, ai hỏng biết được. Tống Nho trộm lấy nghĩa lý sâu thẳm về tâm tánh trong kinh Phật để Hoàng Dương, diễn phát đạo Nho, quá sợ người đời sau học Phật
sẽ khiến cho môn đỉnh nho giáo bị lạnh lẽo điều hưu, nên đã học từ nơi người ta, lại ngược ngạo bảo người ta chẳng bằng mình, tà vạch bài bác, bảo Phật dùng nhân quả luân hồi để làm căn cứ phỉnh phở ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của ngài. Hơn nữa, con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có những dụng cụ hành hình trong địa ngục thì sẽ thi thố vào đâu? Nếu đúng như họ nói thì con người sanh ra không từ đâu đến, chết rồi cũng chẳng đi về đâu, nghiêu lẫn kiệt đều chết sạch cả rồi, dẫu thiện hay ác hễ chết đều là không cả. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, chỉ dạy dỗ tận nghĩa tận phận, thành ý tránh tâm xuông, nhưng lại ra sức bài xích phương tiện đôn đốc con người, chẳng thể không tận nghĩa tận phận thành ý tránh tâm, sai lầm của kế sách ấy chẳng thể nói xiết. Do vậy nhà nho đều chẳng dám nói đến nhân quả, cũng chẳng dám dạy con người nỗ lực làm lành, do họ thường cho rằng hễ có làm gì để làm lành thì đấy chính là ác, tức là dạy con người tự tư tự lợi vậy. Không làm gì để làm lành quả thật là làm lành đến cùng cực, đấy chính là chuyện của bậc thánh nhân, sao lại đem chuyện này dạy người bình thường? Nếu dạy điều ấy cho người bình thường thì sẽ ngăn trở người ta làm lành, hướng dẫn người ta làm chuyện chẳng lành. Tuy thánh nhân không làm gì là làm lành, nhưng thánh nhân cũng thường có chuyện để làm, chứ không phải là hoàn toàn chẳng làm gì hết. Ông Cử Bá Ngọc tuổi tròn 20, biết 19 năm trước sai trái, đến khi 50 tuổi biết 49 năm trước sai quấy, muốn giảm bớt lỗi nhưng chưa thể được. Đấy chính là những gì bình sinh ông ta đã thực hiện vậy. Tăng tử hàng ngày dùng ba chuyện để tự phản tỉnh, đến lúc lâm chung mới nói: kinh thì chép, chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhì kim nhì hậu, ngô trì miễn phủ, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, từ giải mai sau ta biết thoát rồi. Đấy là từ đầu đến cuối có làm vậy. Nhàn Uyên hỏi về lòng nhân, Khổng Tử bảo dùng đánh đổ điều ham muốn sảng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Hỏi đến chi tiết, ngài dạy: phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Điều phi lễ đừng nhìn, chuyện phi lễ đừng nghe, lời phi lễ đừng nói, chuyện phi lễ đừng làm. Cả hai câu đáp đều là có làm chứ không phải là không làm gì. Khổng Tử thấy Vua Nghiêu trong cảnh, thấy Vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, tuổi đã 70 vẫn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh được lỗi lớn, đều là có làm sâu xa. Tống Nho cất giọng cao xa, muốn tự khoe khoang cao mình, chẳng hề biết đã trái nghịch đạo, khéo léo khuyên dụ dần dần của thánh nhân. Họ tự lầm gây lầm lạc cho người và cả thiên hạ đời sau cũng lớn lắm. Từ sau khi Tống Nho bài xích nhân quả luân hồi, phàm là người đọc sách đều chẳng dùng những gì được nói trong ngũ kinh để luận định, mà cứ có những thuyết của Tống Nho như khuôn thước. Nếu có ai biết thì sợ bị mang tiếng trái nghịch tiên nho, hoặc nếu có thành tựu đáng dự vào văn miếu nhưng vì đã dự phần học Phật thì sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy chẳng dám hé rằng, nhưng kẻ hiểu Phật lý sâu xa, theo những pháp ấy diễn tả rõ ràng ra nhưng vẫn kèm theo lời lẽ bài bác, chỉ vì muốn có chỗ đặt chân, hòng được dự vào văn miếu trong mai sau. Vì thế mấy trăm năm qua, phương tiện lớn lao để khuyên lành phạt dữ đã nhất loạt bị bỏ lửng. Dù có khuyên hay phạt đều là chuyện thuộc về cành nhánh, chẳng đạt được cội rễ, được lợi ích quá ít. Gần đây do gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, những kẻ ham mới trộm lạ đối với những chuyện người Âu Tây làm không gì chẳng bắt trước, biến đổi dữ dội tận gốc càng nhiều gấp mấy lần hơn nữa, đến nỗi đối với những chuyện vì nước vì lẽ công họ bỏ mặc coi như không nghe thấy, nên mới đề xướng những đường lối phế kinh điển, phế luân thường, phế bỏ lòng hiếu, không hổ thẹn, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe, cả nước thành cuồng không sao kể xiết. Nếu hết thảy mọi người đều biết có xử lý nhân quả ba đời lục đạo luân hồi, dẫu dùng cái chết để uy hiếp họ, ép họ phải làm những chuyện như trên đây, thì họ sẽ thà chết chứ chẳng dám làm những chuyện đại ác ấy. Do vậy biết cái gốc họa của chuyện diệt nho giáo, diệt luân lý, để mong thực hiện biến con người thành cầm thú, đều từ học thuyết bài xích nhân quả của Tống Nho ương thành, thật vậy đó. Học thuyết gây lầm lạc cho con người, dù nước lũ mãnh thú cũng chẳng gây họa khốc liệt như vậy. Trước kia có người hỏi tôi, đời đã loạn tột bậc nên bình trị như thế nào? Tôi nói nếu ông biết được nguyên nhân của sự loạn lạc thì sẽ biết được pháp tắc để bình trị. Ông Châu A Sĩ nói, ai nấy đều biết nhân quả đó là đạo để bình trị lớn lao, ai nấy đều chẳng biết nhân quả thì đấy là con đường dẫn đến đại loạn vậy. Do nhà nho kỵ nói đến nhân quả khiến cho thế đạo nhân tâm ngày càng bạc bẽo dần dần,
Cho đến tận ngày nay, rốt cuộc có kẻ dám đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, vân vân. Nếu thật sự biết nhân quả, thì chẳng những miệng không dám thốt ra lời ấy, mà cũng chẳng dám để lọt vào tai. Bởi đấy là những tiếng xấu xa bạc ác, người có tấm lòng lo cho con người chẳng nên nghe. Hễ nghe sẽ khiến cho con người đau lòng, khuất óc, không làm sao được. Này muốn biến loạn lạc thành bình yên, mà nếu chẳng cực lực đề xướng giáo dục trong gia đình, thì sẽ không thể thực hiện được. Nhưng giáo dục trong gia đình thì điều đầu tiên là lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại phải thường bàn về xử lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo, thì những nhân tài xuất hiện trong gia đình đều là bậc hiền thiện. Trong gia đình đã có nhân tài hiền thiện xuất hiện, thì thiểu số chẳng hiền thiện cũng sẽ được un đúc, đều được cảm hóa. Vì thế nói, thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Đấy là lời bản luận xác định. Do cái nhân suy sụp mà đời yên bèn thành loạn, do cái nhân được hưng thịnh mà đời loạn bèn thành yên. Vậy chẳng được theo đó mà muốn đất nước được bình trị thì làm sao thực hiện cho được? Đấy là điều những người có tâm lo cho thế đạo, nhân tâm đều cùng lo nghĩ. Cư sĩ Phan Đối Phủ thấy được điều này vào năm trước, đã thỉnh cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh biên soạn cuốn Phật Học Cứu Kiếp Biên, dùng tam quy ngũ giới thập thiện để sửa lỗi hướng lành, bỏ mê trở về với ngộ, giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, tu tam học giới định huệ, để mau trừ khử vọng nghiệp vốn chẳng hề có, khôi phục chân tâm vốn sẵn có, lại còn dạy người đời tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để vĩnh viễn lìa khỏi đời ác vũ trường, thượng hưởng pháp lạc tứ đức. Lại còn lấy 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát để làm chỗ nương về, ngõ hầu nương vào tự lực của Phật Di Đà và nguyện luân của chính mình, để lại hiện thân trong 10 phương các cõi, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, khiến cho khắp mọi hàm thức đều thành Phật đạo, hư không có cùng tận, nguyện của ta vô cùng. Đấy là công lao cứu vãn kiếp nạn đến cùng cực vậy. Tục ngữ có câu, cứu người phải cứu tới nơi tới chốn, cứu như vậy có thể nói là triệt để đến cùng cực. Nhưng đối với người chưa biết đến chân lý Phật Pháp, thì thoạt đầu chẳng thể không dùng những sự tích nhân quả nông cạn gần gũi để khơi gợi tín tâm của họ. Đừng vì những chuyện ấy nông cạn gần gũi mà chẳng muốn đọc rồi bỏ qua, thì sẽ tự đạt được diệu đạo thành thủy thành chung, để 10 phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Nguyện khắp những người cùng hàng, ai nấy đều cùng gắng sức. 43. Lời tựa cho bộ Vụ Bản Tùng Đàm, Năm Dân Quốc 20-1931. Đời đã loạn tột cùng, hết thuốc chữa, xét đến cái gốc họa thì chỉ vì các tiên hiển bên lý học đã bài xích những sự lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo do Đức Phật đã dạy. Họ nói Phật bịa đặt những chuyện đó để làm căn cứ dụ dỗ mê hoặc hàng ngu phu ngu phụ, chẳng biết thuận theo thiên lý thì tốt lành, trái nghịch thì xấu, tích thiện sự vui có thừa, tích bất thiện thì tai ương có thừa. Cũng như tinh khí là vật, du hồn biến chuyển, chẳng phải là nhân quả đó sao? Chẳng phải là luân hồi đó ư? Huống chi những chuyện nhân quả luân hồi được ghi chép trong sử sách kể sao cho xiết, há họ chọn chẳng hề đọc đến hay sao? Chỉ vì tri kiến môn tưởng quá nặng, muốn tạo đường lối khác biệt nhà Phật để ngăn trở người đời sau, sợ họ đều học theo Phật hết thì nho giáo sẽ bị lạnh lùng suy sụp. Bọn họ chỉ lấy chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, thành ý chánh tâm làm đạo giáo hóa dân, để biến đổi phong tục thành tốt đẹp, đối với phương tiện khiến cho dân không thể không chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận thành ý chánh tâm sửa lỗi hướng thiện, họ chẳng những phế bỏ không bàn tới, mà còn bài xích sâu đậm là sai trái, chỉ sợ lỡ ra người ta tin vào nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo. Do vậy, bậc thượng trí biếng nhác tu trì, kẻ hạ vô dám làm ác, bởi nghiêu hai kiệt đều cùng chết, đều mất sạch cả rồi. Cần gì phải chú tâm dè dặt không dây mà tự buộc, để tự khổ sở cả một đời ư? Sao chẳng mặc tình buông lung, cốt sao đời này được sung sướng, quả chi cái danh xuông sau khi đã chết, để nỗi thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Tới khi gió Âu thổi dần sang phương Đông, biến đổi tận gốc càng thêm tệ hại, rốt cuộc đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, vân vân, đậm sâu mê hoặc bên trong, biến thành những chuyện tranh thành, tranh đất, vân vân, làm giặc bên ngoài. Nông nghiệp thì thiên thời lẫn địa lợi đều mất, nhân họa thiên tai cũng xảy tới, do thay dần đèn mắc phải sự hung tàn này, xét đến nguồn gốc của họa loạn, chẳng thể nào không quy tội cho học thuyết bài xích nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo. Giờ kia khi họ đề xướng thuyết này, chẳng qua chỉ muốn chèn ép Phật giáo để đề cao nho giáo, chẳng biết do đấy con người sẽ phóng túng không kiêng dè, đến nỗi phát sinh những hiện tượng phế kinh điển, phế luân thường,
phế bỏ lòng hiếu, vứt bỏ hổ thẹn. Ôi tình người như nước, nhân quả như đê, đắp cho chắc còn sợ nước ngập lênh láng. Huống hồ là trừ bỏ đê đi, há nước chẳng chảy tràn lan hay sao? Học thuyết lầm người họa đến cổ cực như thế đấy, chẳng đáng buồn ư? Gặp phải thời vận này, người có tâm sao nỡ bỏ mặc được ư? Vì thế cư sĩ Quách Giới Mai phổ biến lưu thông sách Vụ Bản Tùng Đàm để mong cứu vãn. Sách ấy nêu tỏ từng sự lý giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng thà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Cũng như pháp tác phát bổ đề tâm, tự lợi lợi tha, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, vân vân. Nếu có thể hành theo đó, thì khi sống ắt sanh vào địa vị thánh hiền, khuất bóng sẽ lên cõi cực lạc. Ngõ hầu chẳng phụ chân tâm có thể làm điêu thuấn, có thể thành Phật và tiếng thơm cùng sánh với trời đất, xưng là tam tài vậy. Những ai muốn mở rộng giềng mối hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ lớn lao, muốn thành tựu đại sự cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tẩy ra trị quốc bình thiên hạ, muốn chứng đại quả hết sạch phiền hoặc, phước huệ viên mãn, xin hãy dùng sách này để làm hướng dẫn, học dẫn dắt người khác bước vào nơi thủ thắng. Và những ai đã vào rồi sẽ tiến sâu thêm, thì cuốn sách này sẽ không thể nào diễn tả tường tận sự thành tựu của người ấy cho được. Nguyện người thấy nghe, chứ có xem thường thì may mắn lắm thay. 44. Lời tựa duyên khởi cho Phật giáo Tây Phương Liên Hoa Hội ở Côn Sơn, Nam Dương Quốc 22-1933. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, nhiếp chọn các pháp thuộc trạng đầu, trạng giữa, trạng cuối, thích hợp các ba căn thuộc trung hạ, thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, chắc chắn thoát sanh tử trong đời hiện tại, chẳng trải qua tăng kỷ kiếp số mà đích thân chứng được pháp thân, chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, quả thật là đạo trọng yếu để thoát khổ trong hết thảy sự tu trì của chúng sanh. Do pháp này cậy vào Phật tự lực nên lợi ích so với những pháp chuyên cậy vào tự lực sẽ khác biệt vời vợi một trời một vực. Vì vậy kẻ sắp đọa A Tỳ do 10 niệm liền được vãng sanh, bậc đã chứng đẳng giác phát ra 10 nguyện để hồi hướng tịnh độ. Do vậy biết pháp môn này chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, giới hóa độ chúng sanh. Bởi đó từ hội Hoa Nghiêm hướng dẫn về, từ lúc được diễn thuyết tại kỳ viên đến nay, vãng thánh tiền hiển, người người hướng đến, ngàn kinh muôn luận, đâu đâu cũng chỉ về. Cũng chỉ này thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến tột cùng, chánh pháp suy tàn, tà thuyết hoành hành. Nếu chẳng dùng những điều lành thế gian, như giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, và điều lành xuất thế, tí nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh để duy trì, thì đạo làm người chắc sẽ gần như biến mất. Do vậy bèn tập hợp những vị tăng tục cùng hàng, lập ra Liên Hoa Thắng Hội cầu sanh Tây Phương này, dùng cái tâm lập mình lập người, tự lợi lợi tha để hành đạo, đôn đốc luân thường, tu dòng tịnh nghiệp, ngõ hầu làm tiêu chuẩn uốn nắn những kẻ xô đổ luân lý, dùng tà thuyết dối dân để làm hướng dẫn cho kẻ mê muội tâm tánh ở trong đường hiểm không thoát ra được. Những người trong hội nếu có thể tận tụy thật sự thực hành, ắt sẽ làm cho những người cùng hàng nhìn theo nhau bắt chước làm lành, thì chẳng riêng gì kẻ có tín tâm được gọi Phật ân sâu xa, mà ngay cả kẻ một mực phản đối cũng sẽ phát thiện niệm lớn lao. Ấy là vì sẵn có Phật tánh, do gặp được nhân duyên tăng thượng sẽ được hiển hiện ngay lập tức. Những điều khác đã được nói tường tận trong kinh luận tịnh độ, nguyện những người tham gia hội và thấy nghe đều cùng vắng công. 45. Lời tựa cho Bồi Độ Trai Văn Tập, Nam Dân Quốc 22-1933. Đời loạn đến cùng cực, phạm những người có tâm không ai chẳng vung lòng lo lắng. Cư sĩ Quách Giới Mai do muốn cứu vãn nên trước kia đã từng soạn bộ Phụ Bản Tùng Đàm, tiếp đó lại chọn lọc từ văn cảo nhiều năm, gạn lọc thành sách, và những gì được trước thuật đều là những sự tích thiện ác, lời hay hạnh đẹp trích từ kinh sử, từ tập, các kinh luận của Phật Tổ và đủ mọi ngôn luận cân nhắc cặn kẽ của người đương thời, chia thành bốn môn. Một là hiếu hữu, hiếu thảo hòa thuận; hai là chánh trị, đường lối cai trị đúng đắn; ba là hoằng pháp; bốn là đức hạnh. Đặt tượng đề chung là Bôi Độ Trai Văn Tập. Vì sao lại dùng Bôi Độ để đặt tên cho trai? Ấy là vì muốn độ người nơi biển cả phiền não ác nghiệp thì phải dùng những lời hay hạnh đẹp của cổ thánh tiên hiền và xử lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo do Đức Như Lai đã dạy để làm căn cứ, tùy sự tùy cảnh dùng văn tự của chính mình để tỏ rõ. Đối với những chỗ nào chẳng thể dùng lý luận giảng rõ được
bèn dẫn những sự tích xưa nay làm chứng cứ, ngõ hầu kẻ cứng cổ phải quay đầu, kẻ tánh tình buông lung phải sửa đổi cái tâm. Nhưng vì đạo đức của chính mình nhỏ bé mỏng manh, chẳng thể cảm hóa lớn lao, giống như dùng cái chén bôi để độ cứu vớt người, chỉ nên chỉ độ được hữu hạn, đấy chính là danh xưng tự khiêm. Phải biết cái chén này thuộc lại đại nguyện thuyền của Như Lai, chịu lên cái chén ấy sẽ có thể ngay lập tức lên thẳng thuyền đại nguyện, theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn các mười phương, rộng lớn không bờ bến. Chín pháp giới dù phạm hay thánh đều do thuyền này đến được bờ giác Bồ Đề. Nguyện những ai trong biển khổ phiền đã gặp được cái chén này, chớ thấy nó nhỏ nhoi mà vứt bỏ. Nếu không, dẫu gặp được đại nguyện thuyền ắt cũng chẳng hay biết, để rồi bỏ lỡ tự mình lầm lạc cũng lớn lắm đấy. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn về bình trị thì chẳng qua là trị lành đôi chút căn bệnh ngoài da. Nếu là tâm bệnh thì ngược lại, bệnh càng tăng trưởng, chẳng lẽ nào chữa lành bệnh cho được. Những người nói giọng cao xa cứ bảo nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi chính là lời bàn luận hư vọng để đối người của Đức Phật, chẳng những không biết nhân quả mà còn hoàn toàn u mê nơi chánh lý thế gian, thánh nhân cùng lý tận tánh. Đức Như Lai đoạn hoặc chứng chân đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu con người tin sâu nhân quả sẽ tự nhiên ý thành tâm chánh thân tu. Họ dùng thành ý chánh tâm tu thân để làm căn cứ khiến cho đời yên dân hiền, mong thành thánh thành hiền, nhưng cực lực bài xích nhân quả luân hồi, chẳng biết chỉ có sự lý nhân quả luân hồi là phương tiện làm cho con người thành ý chánh tâm tu thân. Đã không có nhân quả luân hồi thì có mấy ai chịu theo đuổi thành ý chánh tâm tu thân? Muốn cho ai nấy đều thành ý chánh tâm tu thân mà trước đó đã bài xích phương tiện, khiến cho con người không thể không thành ý chánh tâm tu thân, chẳng dám không thành ý chánh tâm tu thân. Cái tội đã vu báng bậc thánh đời trước, gây lầm lẫn cho người học đời sau, dù hết sạch chút cũng khó ghi chọn được. Họ vẫn tự kiêu là đề cao điều chánh, trừ bỏ lẽ tà, khiến đời yên dân lành, đến nỗi xuất hiện những cảnh phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu thuận, bỏ hổ thẹn, tàn sát lẫn nhau, dân không lẽ sống, vân vân, đều là do sự bài xích nhân quả luân hồi ấy ướp thành. Nếu họ mộng thấy được cái họa ấy, dù có bị hình phạt tan xương nát thân, bức bách họ để sướng bài xích, họ cũng chẳng dám làm. Huống là do chỉ cầu lấy hư danh chẳng liên quan khẩn yếu mà lại dám làm ư? Thật vậy, chúng sanh ác nghiệp sâu nặng, cảm phải học thuyết này, nghiệp tăng nặng thêm há chẳng đáng thương quá ư? Nguyện cho hết thảy những người cùng hàng đều cùng ôm lòng tự lợi lợi tha, đừng giữ những chi kiến môn đỉnh đây kia, giữ do giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, mà đạt đến minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân và tí nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì bởi cái chén này sẽ lên thẳng đại nguyện thuyền của Đức Như Lai, đến được bờ giác kia, lại còn lần lượt độ cát đến hết đời vị lai, ngõ hầu chẳng uổng cuộc sống này và dịp gặp cỡ này. 46. Lời tựa cho bản in gộp chung phóng sanh sát sanh hiện báo lục và các bài văn khuyên kiêng giết phóng sanh, năm Dân Quốc 18-1929. Phạm những loài có huyết khí đều có tri giác, đã có tri giác phát tham sống, sợ chết, hướng lành, đánh dữ. Chim thú, côn trùng giận dẹp không loài nào chẳng như vậy. Nếu coi thường bắt giết thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được, nhưng tâm chúng nó thù hận, quả thật chẳng ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Nếu chúng sắp bị giết mà có người mua đem thả khiến cho chúng được sống, tâm chúng nó cảm kích cũng lại chẳng thể hình dung được. Dẫu cho chúng nó hiện thời chẳng có sức báo ân báo oán, nhưng cái duyên thiện ác đã kết thì hoặc là trong đời này hoặc trong đời tương lai ắt sẽ có sự báo ứng chẳng ngờ được. Dẫu chúng nó chẳng thể báo đền ngay lập tức, nhưng thường hành phóng sanh hay thường hành sát sanh thì thiên địa quỷ thần đều thường soi xét để giáng phước hay giáng họa, chớ coi thường nghĩ chúng nó yếu ớt rồi khinh khi. Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm, chẳng biết những tai ương thê thảm như đào bình giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Nếu ý niệm tử bi thật sự tinh thuần, dù ở trong cùng một thời kiếp này nhưng mỗi người mỗi thọ quả báo khác biệt. Xưa kia một đứa bé được cha dẫn đến quy y, tôi hỏi con có thích ăn thịt hay không, nó thưa thích lắm ạ. Tớ lấy ngón tay nó bỏ vào miệng nó bảo miếng thịt này ngon lắm, ăn thử xem nào, nó cực lực phản đối, không ăn được, không ăn được đâu. Tôi nói thịt của chính mình thì không ăn được, sao lại ăn thịt của những sanh linh khác được, hiện tại con ăn thịt nó
Tương lai nó cũng ăn thịt con, so với việc ăn thịt chính mình càng khổ độc gấp vạn lần. Do vậy, thánh nhân dùng lòng trung hậu khoan thứ dạy người, những gì chính mình không thích bị làm thì đừng làm cho người khác, không giống như người đời vô tri ỷ mạnh nuốt yếu, quen thói coi đó là chuyện thường, nào biết sát sanh ăn thịt là tội ác, là phi lễ. Thế người không ăn thịt lại trên là hủ bại, là mê tín. Giả sử người ấy đột nhiên bị biến thành chim thú, cá tôm, bị người ta bắt được, sắp bị giết, trong tâm liền tự nhủ đấy là chuyện đúng lẽ, là chuyện nên làm, hoan hỉ, chám đẩy miệng bụng người khác hay sao? Hay sẽ nói là tội ác, là phi lễ, ôm lòng hận thù không cởi gỡ được ư? Nếu lúc ấy có người kinh giết bảo vệ sinh mạng loài vật, chẳng ăn thịt khuyên người ta đừng giết, sắc muốn mua đem thả, trong tâm còn vật có trên người ấy là viển vông hủ bại, là mê tín hay không? Hay là sẽ cảm đức cứu mạng suốt đời chẳng quên vậy? Nếu kẻ đó đặt mình vào chỗ ấy, suy đi nghĩ lại, tôi e rằng kẻ ấy thả ăn thịt của chính mình chứ chẳng chịu ăn thịt của chúng sanh nữa. Than ôi, ai nấy đều có thể thành nhiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật, sao lại trái giác hiệp trần đến mức cùng cực như vậy? Tiên sinh rằng thận tu chính là vị quân tử ẩn giật và đời thanh trước kia, học vấn uyên bác, phẩm hạnh thuần chánh, tuy chưa từng nghiên cứu Phật lý đến tột cùng, nhưng tin sâu nhân quả. Vì thế, cụ sao lục những chuyện thấy nghe được về sự báo ứng do sát sanh hay phóng sanh, biên soạn thành sách. Hậu duệ của cụ là dịch viên đem ấn hành vào năm Dân Quốc 11-1922. Quang đã viết lời tựa, nên ở đây không cần phải nói nhiều. Hiện nay sát kiếp ngập tràn, lại thêm lũ lụt hạn hán đủ mọi tai họa, dân không lẽ sống hết cả thuốc chữa. Những người cùng hàng muốn giải quyết vấn đề từ căn bản, tính ấn hành rộng rãi bộ hiện báo lục để làm căn cứ vãn hồi kiếp vận. Lại do đối với lý tột cùng, bộ hiện báo lục chưa nêu tỏ đầy đủ, nên đem những bài văn kiêng giết phóng sanh của Quang trong phải phụ lục của cuốn Vạn Thiện Tiên Tư trước kia in gộp vào cuốn hiện báo lục này. Do vậy sẽ thấy tâm pháp của Nho và Phật chẳng hai, miệt mài cứu vật, quả thật là miệt mài cứu người. Cách cứu vãn này chính là dốc sức từ nơi căn bản, đừng dèm chê là hoãn gấp nặng nhẹ không thích đáng. Những bài văn khuyên kiêng giết phóng sanh của Liên Trì, Tử Vân, Tăng Đoan Phủ đều là vàng ròng, trải qua trăm lần luyện, là ngọc đẹp không tỉ vết. Đọc những bài văn ấy sẽ khiến cho cái tâm tàn nhẫn của con người nhanh chóng tiêu diệt, ý niệm từ bi tràn trẻ nảy sanh. Chỉ có một bài sớ kêu gọi tu bổ A Phóng Sanh ở Nam Tầm của Quang, khó tránh khỏi bị chê bai là đem thau sen lẫn vào vàng, nhưng cạn hết tất lòng ngu thành của tôi, gắng chọn hết thiên chức, khen hay chê cũng chẳng màng.